biết mấy đứa con ở xa của mình, nó còn nhớ cái ngày giỗ đầu của bà, nó còn biết về mà thắp cho bà mấy nén hương hay không. Ơi nghĩ tới bà mà lòng dạ tôi héo hon vàng giọt. Nhớ ngày nào có bà, nhưng ngày sắp Tết như vậy, bà lo trong lo ngoài tươm tất, cửa nhà thì rộn rã vui tươi, còn bây giờ thì chỉ có một mình tôi cô đơn quá. Bà ơi tôi cô đơn quá. Slowly, slowly. À, coi chừng ngã, coi chừng té. À, coi chừng ngã mấy cái thùng đồ của tao. Stop, stop, stop. Oh la la, Ghost Athena Dust. Gì? Xin lỗi cậu nghe không? Tôi tên là Tư Đẻn, chứ không phải tên Dust, 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 Dust. Trời ơi, my God, Dust. Thấy nữa? Đây có nghĩa là tía đó. Bộ tía không nhận ra con hả tía? Ủa? Cậu là ai? Gọi tua là tía ngang không vậy? Ờ à, đúng là mười mấy năm xa rồi, ổng không nhận ra. Tía quên con rồi sao? Con là Thôm Tèo đây. Tèo? Thôm Tèo đi mà. À, thằng Tèo đi hả? Dạ. Trời ơi, quỷ giật mày đi. Chàng ơi, trời ơi, con ơi, mày làm tía nhìn không ra. Sorry tía, sorry tía. Bây giờ tía phải gọi con là Thôm. Thôm? Thôm, sai rồi. Không phải Tôm mà là Thôm. Tôm. Tía phải phồng cái má lên, chu cái miệng ra vậy nè. Thôm. Phồng mó mó lên. Dạ dạ. Chu. Dạ đúng. Tôm. Thôi thôi mệt quá mày ơi. Thôi mệt quá, tao cứ gọi mày là thằng Tèo ngày xưa để cho nó gọn. Tía này kỳ quá à. Bây giờ con đã là người lớn rồi, con đã thành đạt rồi, phải kêu sao cho nó nở mày nở mặt với bà con chứ. Ờ thì mà tía cũng biết điều đó, nhưng nhưng mà nếu tía thấy mà khó gọi á. Ờ tía cứ việc kêu con là Mister cũng được. Cái gì mít? Mister mít. Dạ. Trời ơi thôi mệt quá. Ơi bà ngó xuống mà coi. Sao? Tên Tèo tôi với bà đặt chứ thì nó chê, nó đổi tên mít. Nãy giờ tôi nói chuyện với nó, tôi không tài nào hiểu nổi. Tiếng Tây tiếng ta lẫn lộn mà. Sorry. Nè tía, nếu mà con làm tía khó chịu á, thì con thành thật xin lỗi. Nhưng tía phải thông cảm cho con. Sao? Con ở nước ngoài lâu ngày rồi. Phải nói như vậy để nó hòa đồng với cái cộng đồng USA chứ. Nói là nói vậy thôi, chứ con về là tía mừng lắm rồi. Yes sir. Thôi thôi hay không, ở đây chơi tía ra làm sao, tía nấu ấm nước cho con tắm nghe không. Đường xa mệt mỏi. No. Thôi tía ơi khỏi mất công, lát nữa con ra hotel con tắm cũng được rồi. Là cái gì? Hotel là cái gì? Phòng ngủ á tía. Thì mày nói đại phòng ngủ, mày nói gì hotel teo mệt quá. Dạ thưa tía, ở ngoài đó người ta có máy nước nóng nè, máy nước lạnh nè. Còn bây giờ nè, con muốn dâng cho tía mấy món quà nhỏ để tỏ lòng hiếu thảo của chúng con. Chúng con? Đúng, chúng con có nghĩa là con và Marie vợ con. Chứ chờ con tí xíu nghe. À sorry. Vào đi em. À, tao khỏi con ơi. Cái gì? Tía già rồi, không thích ăn sơ ri đâu. Dạ không phải trái sơ ri. Con gọi sơ ri đây có nghĩa là cách gọi thân mật của vợ con đó mà. À, à vậy hả? Chờ con nghe tía. À. Oh sơ ri. Come on. À, vô đây em. Oh. Xin giới thiệu với tía, đây là Marie vợ con. Còn Marie. My dad. Oh, your father. Oh, good afternoon. How are you? Kìa. Rồi, thêm một người trên núi xuống nữa, nói tiếng ở trển không nè. Kìa, tía, vợ con chào tía kìa. Tía đưa tay ra. Abrebemekri. Abrobunba. I am. Toa, không dám chào con. Oh, I am Marie. Vậy mà. Marie. Marie. Yes. Thôi mệt quá đi, bỏ chữ ma đi.
kêu chào cô Ri được không? Sao nãy tới giờ mày để em vợ mày đứng ngoài đó không dắt nó vô nhà mày? Con vô trước làm tiền trạm, nếu thấy tình hình thuận lợi thì con mới kêu Marie vào. Đẹp. I'm very glad to meet you. You is an old man. You're very kind, very beautiful, very a gentleman. Dạ thưa tía, dạ vợ chồng con mang những thứ tuyệt vời nhất ở khắp thế giới về đây cho tía đó. This is all the intershop of the world. Dạ, tất cả những cửa hàng quốc tế trên thế giới cho tía. Cảm động quá. Tụi con còn nhớ tới cha tôi mẹ vậy là tốt. He's con mang về cung tổ tiên không? Khoan kêu cây mút. Ông già nói là cảm ơn em Út đó. Con mua gì nhiều vậy con? Dạ thưa tía, đây là toàn là đồ xịn không hả tía? Đây là Apple Trung Quốc, con mua ở Peking đâu mà tía. Peking? Peking. This is Indian chocolate. Vậy chocolate hả? No. Trời ơi, chocolate. Tôi vậy mà nó nở nào cho tôi ăn thịt chocolate hả? Tía quê quá hà. Không phải, đây là kẹo sô-cô-la. Con mua Ấn Độ quá mà. Mua Ấn Độ cho nó đen, mùi nó ngon lắm. Còn đây nè, đây là kẹo xinh gum, tía có thể thổi bong bóng được. Ê trời đất ơi trời, mày làm với tao nít 2 tuổi giờ ăn xinh gum mà thổi bong bóng. Vui thôi, lắm. Cảm ơn con. Vui gì, tía già rồi, không được đâu. Tía nhai nhai đó rồi, mắt tía phun đi luôn hàm răng giả tía ra ngoài. Tom. Here. This is a castle. Dạ thưa tía. Dạ thưa tía, đây là cái áo cà sa con mua ở Hy Mã Lạp Sơn để giúp cho tía đi chùa đó tía. Ý trời đất ơi trời, tao có tu hành gì đâu mày kêu tao mặc. Bộ mày định cho tao mặc áo cà sa đi Tây Trúc thỉnh kinh hả? Không mệt đi. Hoa nè, còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Quên, oh Tom. What? The head video đó. Yes. Nhớ rồi. Dạ thưa tía, còn cái đầu máy video vợ con video để quên ngoài trước. Để con lấy vô nghe. Đây. This is video 300 300 inch. Yes. Vợ con nói đây là cái đầu máy 300 inch đó tía. Cho tía tha hồ coi phim sách á. Trời. Thôi mày ơi, bậy bạ không à. Từng tuổi này đồ biểu tao coi phim đó. Đó tía thấy không? Tía tía thấy không? Gì? Quà của tụi con toàn là những món ngon vật lạ của mọi nước trên thế giới. Tía phải công nhận con là đứa con hiếu thảo nhất rồi phải không? Công nhận. Mà nè, nghe tía nói nè. Dạ sao tía? Con sắm sửa cho tía một đống quà vậy đó, tốn tiền dữ lắm phải không con? Ôi có bao nhiêu đâu tía ơi, con làm ra tiền mà. Con làm nghề gì bả vậy? Con làm một việc rất là quan trọng. Thiếu nó nhà hàng sẽ không hoạt động được. Vậy hả? Chứ sao? Trời ơi, thiếu con nhà hàng không hoạt động được. Chứ sao? Trời ơi mừng quá con ơi. Vậy dạ, con làm quản lý hay thủ quỹ vậy? Dạ không, con rửa chén. Rửa chén cũng được. Yes hả? Rửa chén. Sao vậy tía? Ai bà nó ơi, sao tía khóc hoài vậy tía? Ngày xưa ở đây nó lười nhớt tay, ăn cơm xong rồi nằm lăn ra ngủ, chén bát bà cũng phải rửa cho nó, quần áo nó mặc dơ tôi cũng phải giặt cho nó. Vậy mà bây giờ nó đi rửa chén cho người ta. Tía này kỳ quá à, tía lạc hậu rồi. Gì? Thôi bây giờ hãy làm bất cứ cái gì có tiền là được rồi. Sao? Như con nè, con rửa chén nhưng mà rất modern. Modern gì? Modern tucking. Tucking là thì có. Who's that? Gì nữa vậy? Who's that? Tía ơi, phụ con một tay tía ơi. Hả? Mẹ ơi, con bốc phải rồi. Đợi tía con ơi. Tía. Mẹ ơi, Út. Trời ơi, tía tưởng mày quên ngày giỗ của má mày rồi. Làm sao mà con quên được? Con về trễ là bởi vì mấy cái giỏ này lớn quá. Một mình con xoay sở trên xe đò thiệt là vất vả à. Xin lỗi, ai đây vậy tía? Trời ơi, con không nhớ hả? Tèo nè, anh hai của con đó. Nhìn ra không em? Trời ơi, anh hai Tèo đấy hả? Em nên gọi anh là Thơm. Em nên gọi anh là Thơm. Còn đây là chị Marie, vợ tao đó. Chào chị Ri. Hi,
Hello. Chị Ri dễ thương quá. Hi, hello. Út nè, lâu quá con mới về thăm tía. Con đem cái thứ chi mà nhiều dữ vậy con? Dạ thưa tía, thưa anh Tôm, thưa chị Ri, mấy thứ này hả, thiệt ra cũng tầm thường thôi. Dưa hấu nè, mứt me nè, mứt dừa nè, mứt mãng cầu nè, tự tay con làm đó tía. Giỏi quá, mà sao nhiều dữ vậy? Còn đây là rượu thuốc con ngâm với lộc nai, nó tốt lắm tía. Đây là mớ trà ướp sen nè, con nhớ là tía rất thích uống trà buổi sáng. Con nhỏ này nó làm tía cảm động quá. Đây nữa, tía, đây là mấy cặp bánh chưng bánh dày để cúng tổ tiên. Mấy năm má còn sống, má hay gói. Năm nay thiếu má, con nghĩ là... Đúng rồi. Con gói đó để cho tía. Má con... Có khéo bằng má không vậy tía? Má con... Trời ơi, có vậy mà cũng dâng lên cho má. Toàn là những thứ tầm thường không ạ? Con nói gì vậy con? Út nè, nghe anh nói thiệt nha. Ở cái nhà này chỉ có một mình em là ăn học tới nơi tới chốn. Vậy mà lễ Tết đem về cho má mấy cái thứ này. Anh mà ra chợ cầu ông lãnh anh mua đó hả? Về mấy xe ba bánh một lần, chỉ tốn vài trăm đô la là cùng. Trời ơi kìa Tèo, con ăn nói gì Tèo? Đi quên, ông Mr. Tom, mặc dù mấy thứ mà con Út đem về không có giá trị nhiều, không có giá trị nhiều về cái mặt vật chất, nhưng nó chứng tỏ cái lòng hiếu thảo và sự cần cù khó nhọc, hiểu chưa ông Mr. Tom? Nhưng mà nó đâu có bằng kẹo sô-cô-la, bằng... bằng cái gì Marie? Apple Trung Quốc, bằng cái áo cà sa đem từ núi Hy Mã Lạp Sơn về đây. Hết video nữa. Còn cái đầu máy video 300 binh của con nữa. Mày nói vậy mà nghe được hả? Mày có nhớ cái câu chuyện sự tích bánh dày bánh chưng ngày xưa không? Tía coi thường con quá. Con ở nước ngoài lâu, nhưng mà phong tục và sự tích về ăn uống là con nhớ hết. Con kể cho tía nghe nha. Vào đời Hùng Vương thứ 35. Thôi đủ rồi mày. Đủ rồi. Mày nói bao nhiêu đó là tao đủ biết hồi nhỏ. Mày đi học tới cái giờ lịch sử là toàn mày ngủ không. Sorry. Tèo, mày nói bậy rồi biết chưa? Dạ. Út, con nhớ ông Út. Kể cho anh con nghe đi. Dạ, câu chuyện là như vậy. Vào đời Hùng Vương thứ 6, một hôm nhà vua thấy mình tuổi già sức yếu, muốn truyền ngôi lại cho con. Người bèn nghĩ ra một cách, xem ai là người có đức độ và hiếu thảo nhất. Người phán, ai dâng lên món ngon vật lạ và có ý nghĩa nhất để cúng tổ tiên thì sẽ được nhận ngôi báo. Các vị hoàng tử tranh nhau đi khắp nơi, mong tìm thấy những thức ăn quý nhất trên đời. Duy chỉ có chàng Liêu là người cần cù đức độ. Chàng không biết phải dâng lên vua cha món gì có ý nghĩa nhất. Chàng cứ băn khoăn mãi. Rồi đến một đêm, chàng nằm mộng thấy một vị tiên hiện ra và nói: Đậu nếp là sản phẩm của trời, thịt thà là vốn quý của thế gian. Vậy hãy lấy những thứ ấy mà làm nên hai chiếc bánh, một hình vuông tượng trưng cho đất, một hình tròn tượng trưng cho trời. Chàng Liêu bàng hoàng tỉnh dậy, chàng nhớ như in lời tiên chỉ dạy và làm ngay hai chiếc bánh. Đến ngày thi, không thiếu thứ gì là quý giá nhất trên thế gian. Thế nhưng vua Hùng chỉ chọn hai chiếc bánh dày và bánh chưng là ngon nhất. What mean? Nhưng tại sao nó lại là ngon nhất? Con không hiểu được. Trời ơi mày ngu không thể tưởng tượng à. Nè, ngoài cái hương vị độc đáo của nó còn biểu lộ cái lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, ví như trời và đất. Đồng thời nó còn chứa đầy tình yêu quê hương đất nước nữa, hiểu chưa? Nhưng nó chỉ là những hạt gạo nếp tầm thường thôi tía. Đúng. Đúng là nó dễ làm và toàn là gạo nếp. Nhưng gạo nếp mới chính là những hạt ngọc quý nuôi sống con người, và do chính bàn tay con người làm ra. Phải có lòng nhân đức lắm mới nghĩ ra được cái loại bánh này, hiểu chưa? Tục truyền tốt đẹp đó cứ lưu truyền mãi cho tới ngày nay. Anh Tèo thấy không? Tết mà không có bánh chưng bánh dày đâu phải là Tết. Đó Tèo, bây giờ con hiểu tại sao tía khen quà của con Út rồi chưa? Dạ thưa tía, dạ con hiểu rồi tía. Nghe tía và Út kể chuyện, tự nhiên con thấy con mắc cỡ quá tía. Con cứ đua đòi theo Tây U mà quên mất cội nguồn của mình. Tía đừng giận con nghe tía. Út đừng có giận anh nghe Út. Dạ, tía ơi, để con sắp xếp trái cây và bắp bánh chưng ra đặt lên bàn thờ của má nghe. Để anh phụ em một tay nghe. Cho Mama Marie. Chị phụ một tay với.
Ủa chị biết nói tiếng Việt hả? Ừ, bà nói được ráo hết trơn á. Bà cũng biết ăn mắm nữa mà. Tết nhất mà mấy con về đông đủ thì vui quá. Dạ, dọn đồ lên đi em. Dọn đồ lên đi Út. Dọn dạ, đồ lên dạ.